Rồi, hello anh em, chào anh em. Bây giờ Sang sẽ có so sánh cho anh em thấy hai cái chiếc thước cuộn, một cây của Tajima Nhật Bản và một cây cũng là hàng Nhật nhưng mà là hàng Trung Quốc ha, hàng Trung Quốc luôn. Tức là nó hàng này là hàng Trung Quốc, nó xuất qua bên thị trường Nhật chứ không phải là hàng những cái kiểu như là thương hiệu Nhật mà gia công tại Trung Quốc. Nó khác nha anh em, nó có hai cái là khác nhau. Tức là thương hiệu Nhật mà gia công tại Trung Quốc, tức là cái nhà máy của Nhật, công ty của Nhật nó đặt ở Trung Quốc, giống như mà hãng Fuya nó có cái nhà máy ở Bình Dương á đó. Đó là cái công ty của Nhật mà nằm ở cái nước khác ha, cái nhà máy của họ nằm ở nước khác và họ sản xuất, họ đem về nước họ theo cái tiêu chuẩn của họ, tiêu chuẩn tốt, tiêu chuẩn ZIC chẳng hạn, thì cái đó là hàng sẽ nó chất lượng, nói chung là chất lượng nó sẽ cũng là khoảng là 80 hoặc là 70 so với cái hàng mà sản xuất tại nước Nhật. Còn cái thương hiệu của Trung Quốc xuất qua Nhật là khác, giống như cái này. Đây là cái cây hàng Trung Quốc xuất qua bên Nhật ha, thương hiệu của Trung Quốc nó xuất qua cho Nhật. Thì giống như nó cũng giống như là một cái thước của anh em bán ngoài chợ, mua ngoài chợ hàng Trung Quốc ha. Thì bây giờ mình sẽ so sánh nó sự khác biệt và cái giá của nó chênh lệch quá là lớn, quá là lớn. Anh em ra ngoài chợ mua một cái thước nó chỉ có khoảng đâu đó khoảng tầm 40-50 ngàn gì một cây, 50-60 ngàn gì một cây ha, thì nó sẽ là cái chiếc thước như thế này, 50-60 ngàn. Còn cái chiếc thước xịn này nếu như anh em mua mới luôn nha, mình đang nói mới, cái cây này thì nó dạng như là nó gần mới thôi, nó mắc bao bì à, nó gần như mới thôi chứ nó chưa được mới ha. Thì cây mới này nó khoảng đâu đó khoảng 700 mấy gần 800 ngàn một cái cây thước cuộn như thế này, đơn giản vậy thôi, là nó chênh lệch rất là khoảng 10 lần. Thì Nhật, thước Nhật nó thường là nó gấp đôi khoảng 5 đến 10 lần đối với cái thước Nhật ha, so với cái thước Trung Quốc. Thì tại sao nó có cái sự khác biệt lớn như vậy giữa hai cái thước này? Bây giờ mình sẽ mở ra mình so sánh ha. Trước tiên là anh em thấy là cái vỏ, một cái vỏ thước này nó mỏng nè. Thì cũng có những cái thước của hàng nó nội địa Nhật, ở hàng Trung Quốc có thương hiệu thì nó cũng được đi, nhưng mà nó nhẹ nè. Anh em cầm lên sẽ thấy là nó nhẹ rất là nhiều. Lý do tại sao nhẹ? Làm vỏ mỏng là cái thứ nhất. Làm sợi thước mỏng, hai cái. Sợi thước nó mỏng dĩ nhiên nó sẽ nhẹ đi. Còn cái bên đây hãng nó làm một cái vỏ rất là dày. Thêm cái sợi thước dày gấp đôi đến gấp 3 lần so với một cái cây thước rẻ tiền. Cho nên là khi mà đưa vô một cái thước này thì nó nặng hơn, gấp đôi đến gấp 3 lần. Cầm cảm thấy là cảm giác là nó đầm tay hơn nhiều. Rồi. Cái kiểu dáng thì mình không nói rồi, tại vì mình không có một cái cây thước Trung Quốc mà cái kiểu bọc cao su như thế này cho nên mình chưa có so sánh được. Kiểu dáng bên ngoài thì dĩ nhiên là cái này làm đẹp rồi. Nhưng mà ý đó là cái vỏ và cái sợi dây thước thôi. Trước tiên là cái này là hàng Trung Quốc nè, kéo ra nè. Đây, anh em sẽ thấy đầu tiên là khi mà anh em sử dụng một thời gian ngắn thôi thì cái thước nó quẹo như thế này, lý do nó quá mỏng, nó quá mỏng để mà nó có thể giữ thẳng thớm khi mà anh em kéo ra nhiều. Nó quá mỏng dẫn đến là nó sẽ bị cong queo như thế này ha, dẫn đến là sẽ cong queo, dập cái sợi thước. Rồi bây giờ mình kéo ra nè. Bây giờ kéo ra ha, mình sẽ kéo ra coi nó bao nhiêu nó sẽ gãy nha. 3. Đây. Bây giờ mình sẽ kéo lại nè. Mình sẽ để tự nhiên, mình sẽ không có tác động gì tới nó. Mình kéo ra. Ở đây tới 1m3 rồi ha. Đó. Thì lúc này là cái sợi thay thước chúng ta kéo được tới một, nó gãy ở cái khoảng là 1m65 ha, 1m65 là cái sợi thước này nó đã rảy ngang. Bây giờ mình sẽ kéo cái thước này ra cho nó xanh. Với cái phòng nó mình cũng, cái phòng của mình nó cũng nhỏ quá. Đây, bây giờ tới 1m9 gần 2m rồi. Ta sẽ cố gắng thêm ha, 2m2
2m4 2m6. Rồi, nó khoảng tầm 2m7 nó mới gãy. Và anh em nghe cái tiếng gãy không? Tiếng gãy tại vì cái thước nó dày. Cái thước nó dày cho nên là cái tiếng gãy nó nghe rất là lớn. À, đó. Không lẹo quẹo như cái thước kia. À, nó dày, cái lá thước nó dày gấp đôi so với cái hàng Trung Quốc. Đó. Cho nên là giá thành của nó sẽ mắc hơn. Rồi, thêm một cái nữa. Ở trên đây khi mà hãng nó làm, nó sẽ phủ một cái lớp. Nó để trên đây. Lớp coaster ha, coaster ni lông. Tức là phủ lên một lớp này thì khi mà chúng ta kéo ra kéo vào nhiều á, sẽ dẫn đến nó chạy cái mặt số ha. Nhưng mà cái này nó sẽ hạn chế chạy, rất là lâu chạy. Anh em sử dụng nó bền. Còn như cái cây này chưa gì hết trơn nè, nó đã chạy ở cái cạnh. Nó bong chóc lên đây nè. Nó bong chóc lên nè, anh em thấy không? Chưa gì nó đã bong chóc lên chỗ phần cái tay mình nè. Nó đã bong lên rồi đó, bắt đầu nó bong lên rồi. Và sử dụng thời gian rồi bắt đầu nó xé cái chân. Nhưng mà bây giờ anh em thấy là nó chưa có xét nữa, là nó đã cong, đã queo hết rồi đó. Cong queo hết rồi, thấy không? Còn bên đây anh em thấy là nó phủ, nó đã sơn một lớp rồi, số rõ ràng rồi, nó phủ thêm một lớp nữa. Cho nên là cái thước của mình nó rất là đẹp và nó bền đó. Ha, thì đó là sự khác biệt giữa một cái thước xịn và thước dởm anh em. Thước xịn và thước dởm. Và cái độ đo đó anh em sẽ thấy là nó sẽ không có chính xác như là cái cây xịn. Đây, bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem. Đây ha, mình sẽ đo thử hai cái như thế này coi nó có đúng không nha. Lấy cái gì cản lại kìa. Đây, hai cái đều móc hết trơn. Bây giờ mình móc vô mình kéo ra hết nè, thì dĩ nhiên là hai điểm xuất phát nó sẽ bằng không với nhau hết, không có nào chênh lệch nào hết ha. Thì đây anh em sẽ thấy là nó cái phần đầu ha, khi mà đo nó sẽ thiếu nè. Mình có một tay mình không có làm được sẻ. Mình gạch thẳng cái tấm thước ra luôn nè, cái thước thước Trung Quốc á, mình gạch thẳng ra luôn ha. Thì anh em có thấy là, không biết là anh em có thể phóng zoom lại được không, để cầm lên không được. Tức là nó bị chênh lệch anh em, nó bị chênh lệch một tí xíu khi mà anh em đo. À, càng về xa thì càng chênh lệch nhiều. Ở khi mà ở đến cái số 24cm nè, thì cái thước ở cái thước Trung Quốc á, nó đã chỉ có, nó lúc này nó chỉ có 23,8 thôi, 23,8 mấy thôi chứ chưa được 24. Chưa được 24. Ha, đó. Tại em thấy là nó bị lệch. Cái này mà đo đi đem đi mà đo đắt là lỗ chết luôn ha. Người ta bán đo ra 24 mà cầm sách cái thước này đo mới có 23 mấy à. Vàng này vàng thiếu tuổi ha. Cho nên là nó có cái sự khác biệt cái chỗ đó, tức là độ chính xác của nó nữa nè. Độ chính xác và độ bền. Còn cái Tashima này thì khỏi nói là cái dòng này là cái dòng chống sốc ha. Làm gớt xuống. Anh em làm gớt xuống thì cái lớp cao su này nó sẽ bảo vệ cái hộp thước bên ngoài này, nó sẽ không có bị nứt bể. Và ở đây nó hai mặt cho chúng ta ha, mặt sau và mặt trước. Mặt sau thì nó là đứng đó. Thì cái cây thước này mình bán 300.000, chỉ có một cây thôi. Cái này hàng mới thì nó mắc lắm anh em, hàng mới thì mấy trăm ngàn, 600.000 những cây á. Cái này thì 300, mã đặt hàng của nó là K228 Tashima, hàng Nhật Bản. K228 giá này 300.000 nha. Còn cái này thì nó hư rồi, mình không có bán. Đó là cái mình vừa so sánh với cho anh em thấy được cái nói về thước ha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái sản phẩm khác. Hàng hôm nay ha, đó là hàng tồn và đã qua sử dụng. Trước tiên là một cái tô vít này là cái tô vít nhiều đầu. Nó làm giống như cái súng vậy đó ha. Cái này không biết hiệu gì, để GNC này không biết là hiệu gì nữa.
Đài Loan đó. Đây thì nó cũng là xoay xoay vặn tự động. Anh em khi mình sử dụng thì rút vô như thế này, xong cái mình chuyển qua bên đây, đẩy lên thì nó lại mũi khác. Đó, kéo xuống nè. Bây giờ qua mũi trừ nè, mũi trừ thì chúng ta chéo qua. Hàng này hàng Đài Loan nha, mà nó được cái là nó đọc cái này, nó đọc. Đó, và đẩy lên là mũi trừ. Cái này mình tự động hai chiều ha. Cái này mình bán giá đây là 100 ngàn cho cái cây này nha. Cái này thì giá 100 ngàn. Mã đặt hàng của nó là K450. K450 với giá 100 ngàn, giá chưa ship. Thì đây nó có các mũi là trừ 2, 3 mũi trừ, 2 mũi cộng anh em, 2 mũi cộng nha, với 1 mũi nhọn đó. Là tổng cộng là 6 mũi đó. Tiếp tục là một cái kìm bấm code của Marvel Marvel. Đây. Wow. Mình quên so sánh, làm cái video so sánh giữa cái kìm này với cái kìm của Fuya để cho anh em thấy nó từng hãng nó làm như thế nào. Thì kìm này nó bấm code ở trên này và cắt dây điện ở dưới này. Kìm này thì nó cũ tồn thôi nhưng mà chưa sử dụng anh em. Tốt được 5.5 là lớn nhất, hàng nội địa Nhật luôn. Cây này thì mình bán với giá là 220 ngàn một cây này ha, giá chưa có ship nha. Mã đặt hàng của nó là K447, K447 với giá 220 ngàn, giá chưa phí vận chuyển. Một cái cây nữa, ở đây mình có thêm một cây nữa. Cây này nó dày hơn anh em. Cây này cũng là của SK11, nhưng mà cây này hàng nội địa Nhật. Đây, cực kỳ dày, cán dày lắm. Cán này cán dày. Đó. Cũng là tốt như trang vậy luôn, nhưng mà cái đầu cắt nó ở đây. Đầu cắt đây thì nó nghĩ là nó sẽ tiện hơn tí xíu ha. So với cái cây mà phèo. Hàng cũng là hàng chuẩn nội địa luôn, thì cái cây này mình bán giá 250 ngàn, hàng xịn ha. Anh em mua mới cái cây này như là 400 mấy chục ngàn đó. Mua cây này tiết kiệm được hơn 200 ngàn luôn á. Mã đặt hàng của nó ở đây là K446 với giá là 250 ngàn. K446 250 ngàn, anh em thấy nè. Giá bên Nhật là gần 400 ngàn, nhưng mà tính ra là giá này đã trên 400 ngàn rồi đó. K446 250 ngàn ha, giá chưa ship. Một cái kìm bấm code. Ở đây mình sẽ có kìm bấm code của Lofter. Đây. Lofter này thì nó là xây là tiểu, trung, đại ha. Đó là khâu xây tiểu, trung, đại chứ không phải là nó loại kia. Đây, hàng mới luôn, chưa có dùng luôn. Lofter. Hàng này anh em xài sướng lắm. Chưa sử dụng luôn nè. Thì cái này mình bán giá là 650 ngàn ha, 650 ngàn. Mã đặt hàng của nó là K443. K443 650 ngàn ha. Size này size tiểu, trung, đại. Ở đây nó có để size tiểu, trung, đại là trên này 3.2 nè. Ở đây thường là nó sẽ là 5.5 rồi 8 ly ha. 8 ly rồi đây chắc mình nghĩ là 12. Thì bấm những cái cỡ phổ thông mình ở đây đó. Ở đây nó để nè, tức là 2 ly 6. Đối với cái tức là 2 ly 6 là cái sợi dây á. Sợi dây mình bấm được là 2 ly 6 ha. Rồi, giá 650 ngàn. Mã đặt hàng của nó là K443. K443, giá 650 ha. Giá chưa ship. Đây, nhìn cái kìm mình thắc mê liền. Hàng chưa sử dụng luôn, chưa bóc tem. Cái này nếu anh em mua mới thì khoảng đâu đó 1 triệu chiều gửi á, chiều tư, chiều gửi gì trở lên một cây như thế này. K443 nha anh em, 650 ngàn, và giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Mình sẽ có hai cái chiếc kìm hàng Nhật cũ, đời cũ rồi. Hai chiếc kìm này kìm điện nè. Lúc trước là nó bên Nhật làm hộp giấy, hộp giấy là biết sao, nó làm giống cái kiểu của thằng Đức á. Ở cái là hộp giấy, mà sau này chứ không biết sao mà nó làm cái kiểu này. À, cái kìm này made in Taiwan anh em ơi. Made in Taiwan nha. Made in Taiwan, kích thước của nó đây là 150 mm ha. Cái này mình bán giá 100 ngàn thôi. À, made in Taiwan xuất Nhật nha. 150. 100 ngàn. K449. K449. 100 ngàn. À, chiều dài 150.
Đây, cái kèm này mình sẽ lấy lại mình so sánh với cái kèm của Nhật. Chút xíu mình làm video so sánh, lấy cái kèm này ra so sánh cái mới được. Để em thấy là cái kèm giá rẻ thì nó dĩ nhiên là kèm thì anh em sẽ hàng của mình ở đây là nó bền lắm, hàng của Việt Nam rất là bền. Cắt anh em cắt là trâu bò luôn đó, nhưng mà nó có những cái mà mình thấy là tại sao nó mắc tiền giữa cái hàng Nhật và hàng Đài Loan. Đây. Đây là kìm cắt ha của hãng Made in Taiwan luôn. Cái này mình bán giá 100 ngàn luôn, 100 ngàn K448 với giá là 100 ha, giá 100. K448 giá 100 và giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha. Rồi, mình sẽ có một cái ống bơm xe đạp. Đây. Chất liệu này là bằng nhôm anh em. Bơm này là dành cho bơm xe đạp ha. Sụp như này. Đó. Được. Rồi, cái ống bơm này mình bán giá là 240.000. K420 với giá là 240.000 ha. Chất liệu nhôm đây. Đây mình tính mua mấy cái cây này về mình bán, nhưng mà ngặt cái là gửi đường bay nó không cho gửi nhập. Mua rồi nhưng mà gửi không được. Gửi bơm xe nè, rồi gì kho ga rồi, những cái đó anh em hỏi rất nhiều, nhưng mình bó tay, mình cũng bó tay tại vì gửi bằng đường bay, mà đường bay nó không chấp, nó không nhận à. Rồi 240.000 K420 đã qua sử dụng, 240.000 nha, giá chưa ship. Một cái búa cao su của Shizuke đây, Shizuke ha, Takari cũng là nó. Búa cao su này thì nó có sử dụng rồi nhưng mà rất là tốt nha, tốt. Rồi cái này mình bán giá ở đây mình bán 90.000 đi, K428 90.000, K428 90.000. Cái này bự á, cái này cái mặt ngang của nó khoảng là 70, khoảng 60-70 vậy, 50 gần 58 nha, mặt ngang này 58, búa cao su K428 90.000, giá chưa ship nha. Một cái mỏ hàng này công suất của nó tới 80W anh em, điện 100V nha, 80W anh em, hàng có thể hàng thiết được luôn á. Nhưng mà cái này cái mũi này nó bị cùn, anh em có thể mài lại, tận dụng là chúng ta mài lại. Cái này là nguyên một cái khối bằng đồng mà, ta mài lại ha, mài góc lại để ta xài, hoặc là kiếm cái mũi khác chúng ta gắn vô. Cái này mình bán cái này là cái này giá 140. K435 với giá 140.000 cho cái cây này ha, giá chưa ship nha. Rồi, đó là những cái sản phẩm mình vừa giới thiệu với anh em đặt hàng thì xin nhắn tin vào Zalo dụng cụ 24. Zalo dụng cụ 24 hoặc gọi điện trực tiếp, hoặc là SMS nhắn tin vào số điện thoại 0933 119 646 ngay ở góc màn hình. Rồi, chào anh em, chào cả nhà.